Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cơ bản chiếc xe Mazda 3. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần cái chìa khóa để có thể khởi động cái xe ô tô này lên. Và sau đó các bạn sẽ bấm nút công tắc khởi động đây, con nút là Start and Stop Engine. Để khởi động thì các bạn phải giữ chân gì ạ? Chân phanh và bấm đây. Ok, như vậy là xe bắt đầu khởi động. Trước tiên chúng ta sẽ làm quen với bảng thông số ở phía bên phải là đồng hồ xăng. Chúng ta sẽ thấy là xăng còn nhiều hay ít và cái khoảng cách đi được là bao nhiêu cây số. Ở đây là 489 km. Và nhiệt độ hiện tại môi trường xung quanh là 36 độ. Ở giữa là công tơ mét, thì vận tốc của xe là bao nhiêu km/h. Và phía bên trái là thể hiện vòng tua của động cơ, cái km đi được và cái trạng thái của hộp số. Ở đây đang là trạng thái dừng. Ở trên bên phải này có nút bấm này, các bạn sẽ bấm đây để chỉnh cái odo. Chúng ta sẽ có các chip A và B. Đây là chip tổng. Muốn reset về 0 của chip A B, các bạn sẽ bấm vào giữ, sẽ nhảy về gì ạ? Về 0. Tương tự vậy chip B cũng như thế. Ở trên vô lăng này chúng ta sẽ có cái còi là nút to nhất, nút điều chỉnh âm lượng rồi chuyển bài vân vân. Hai bên vô lăng sẽ có hai cần gạt bên phải là điều chỉnh gạt mưa. Cái núm này sẽ điều chỉnh là tốc độ gạt này. Còn các bạn gạt xuống thì sẽ là gạt mưa từng nhát một. Tiếp theo gạt liên tục tốc độ thấp và gạt liên tục tốc độ cao. Các bạn thấy không? Tôi sẽ thử nhá. Đây là tắt này. Gạt từng nhát một này. Gạt liên tục này và gạt liên tục nhanh. Cái núm này các bạn sẽ điều chỉnh để thay đổi tốc độ được. Và đây là tắt. Phần bên trái sẽ là công tắc đèn và đèn xi nhan. Gạt xuống dưới là rẽ trái. Để giữa là tắt này. Gạt lên trên là rẽ phải. Còn đây là bật tắt đèn pha. Tay cái cần này nếu các bạn kéo về phía mình chính là thao tác nháy đèn pha, sử dụng trong trường hợp các bạn muốn nhường đường. Còn các bạn vặn núm này là điều chỉnh tắt bật đèn. Đây là đèn báo, còn đây là đèn pha. Bên trong này đèn sương mù, đây là tắt bật đèn sương mù. Ngoài ra để điều chỉnh đèn pha chúng ta sẽ có điều chỉnh là cái góc của đèn pha điều chỉnh ở đây, lên hoặc xuống. Bên cạnh đó là có hai nút tính năng, đó là nút tắt hệ thống chống trượt TCS và nút tắt cái hệ thống tự động tắt máy iStop. Cái hệ thống chống trơn trượt thì giúp bánh xe nó bám mặt đường hơn, còn cái hệ thống iStop thì sẽ giúp bạn tiết kiệm xăng vì nó sẽ tự động tắt khi chúng ta dừng. Tiếp theo về mặt điều khiển, chúng ta sẽ có điều khiển các cái cửa kính ở hai bên. Ở bên này. Để đóng mở cửa kính các bạn chỉ việc ấn lên xuống từng với từng cái cửa kính. Ví dụ đây là cửa kính bên trái phần lái. Đây là lên này, đây là xuống này, và đây là lên này. Tương tự vậy cho bốn cái cửa còn lại. Khi bấm khóa thì tất cả cửa phụ sẽ bị khóa lại. Chỉ điều chỉnh được cái cửa chính thôi. Và muốn mở ra thì bạn bấm nhả và sẽ điều chỉnh được các cửa phụ. Cái núm tròn này là điều chỉnh gương. Gương này các bạn sẽ có bốn chế độ. Thứ nhất là chúng ta đóng gương lại thì bạn vặn lên trên cùng này là nó sẽ đóng cụp cái gương. Vặn xuống dưới này là để mở gương. Thế còn vặn sang L là điều chỉnh cái góc của gương ở bên trái. Lúc đó thì các bạn sẽ gạt sang phải sang trái để điều khiển đấy ạ. Đấy, cái gương nó sẽ điều khiển cái góc cho các bạn. Còn lên xuống cũng được. Ok, muốn chỉnh gương bên phải thì các bạn sẽ chỉnh sang R và cũng gạt. Và muốn đóng cục gương thì ở trên này. Tại các cửa điều hòa chúng ta sẽ có phần gạt lên hoặc gạt xuống hoặc là gạt sang trái sang phải. Và đây là đóng mở hoặc là điều chỉnh lượng gió thổi ra. Gạt xe này đóng này và tăng dần lượng gió thổi ra. Bên cạnh đó cái cánh cửa chúng ta sẽ có một cái này điểm các bạn mở cửa, các bạn mở thì các bạn kéo này ra sẽ mở được. Còn đây là khóa không cho mở nữa. Ở phía dưới bên trái chúng ta sẽ có cái phần đóng mở nắp xăng ở đây và đóng mở nắp capo, bạn bấm nó sẽ mở. Quay trở lại vị trí trung tâm, bao giờ cũng có cái nút, đây là nút đèn khẩn cấp. Khi bạn có vấn đề gì xe các bạn sẽ bấm nút này thì nó sẽ nhấp nháy liên tục cái đèn khẩn cấp. Còn đây là cửa gió điều hòa cũng điều chỉnh tương tự, trái phải hoặc là lên xuống. Phần điều chỉnh điều hòa, đây là điều hòa tự động nên chúng ta sẽ điều chỉnh các thông số sau. Đầu tiên là điều chỉnh hướng gió, chúng ta sẽ có chế độ tự động hoàn toàn là auto. Tiếp theo đó là gió thổi trên, gió thổi cả trên và dưới và gió chỉ thổi dưới. Đây là thổi dưới và sấy kính lái. Đây là chỉ sấy kính lái và cuối cùng là sấy kính sau. Các bạn có thể vặn đây để điều chỉnh. Phần này là điều chỉnh tốc độ quạt. Các bạn tăng dần cái tốc độ quạt đây. Hoặc là các bạn để gì ạ? Auto là tự động. Đây là chế độ lấy gió trong hay gió ngoài. Đèn đây tức là lấy gió trong. Ở đây tắt đi thì sẽ là lấy gió ngoài. Bật lên là lấy gió trong.
Còn bên này là điều chỉnh nhiệt độ tự động. Chúng ta sẽ điều chỉnh là bên này là làm lạnh này, và bên này là làm nóng, ấm lên. Bình thường để trung bình là 25 độ tự động. Dưới này là 18 này, thì quạt nó sẽ tự động tăng tốc này. Cái đèn này nghĩa là điều hòa đang bật, còn muốn tắt đi thì bấm đây tắt điều hòa. Thì chỉ là bật quạt thôi, muốn bật điều hòa tại bấm đây. Phía tay phải của người lái sẽ là cần số. P là chế độ gì ạ? Độ xe, dừng xe. Muốn chuyển số các bạn phải bấm nút này. Ví dụ tôi muốn chuyển sang số lùi thì các bạn chuyển sang R. Và sau đó N là chế độ số mo. Và D là chế độ di chuyển. Bình thường gạt xuống D là số tự động. Nếu các bạn muốn điều chỉnh một tay thì các bạn sẽ gạt sang bên trái. Lúc này các bạn gạt lên gạt xuống sẽ tăng giảm số. Và trên màn hình nó sẽ hiển thị đây ạ. Ví dụ đây này, đây là số 1 này, số 2 này. Đây chỉ có hai số 1 và số 2 thôi ạ. Và chúng ta có thể gạt nhanh, đây là cộng này. Và đây là trừ, là giảm số đấy ạ. Trừ đấy ạ, trừ là giảm số. Còn cộng là tăng số. Gạt nhanh ở trên vô lăng. Và để về P thì bạn lại bấm và giữ và kéo về P, nó chế độ gì ạ? Dừng xe. Và đây là cái khóa tay, bấm vào để mở khóa. Còn kéo lên thì sẽ là khóa tay. Dưới đây là nút điều chỉnh hệ thống âm thanh. Tiếp theo phần trên này chúng ta sẽ có phần điều khiển đèn và cửa sổ trời. Đèn thì các bạn chỉ việc tắt bật đây thôi. Đây là bật này, đây là tắt này. Còn để giữa này thì là gì ạ? Chế độ theo cửa, mở cửa sẽ sáng. Ngoài ra thì tại mỗi đèn chúng ta sẽ có bật tắt riêng. Ấn lên nó sẽ bật tắt. Đây có cái hộp kính để các bạn để kính này. Bấm nó sẽ mở ra, đóng vào. Còn đây là điều khiển cửa sổ trời. Cửa sổ trời thì các bạn có hai lớp. Thứ nhất là lớp này để các bạn mở cho nó sáng ra, kéo bằng tay. Còn nếu mà mở kính ấy, thì các bạn lại gạt cái này. Đây là mở này. Còn đóng hiện đây. Ok. Phần ghế ngồi này các bạn cũng cần biết cách điều chỉnh. Chúng ta sẽ có thể tiến lùi cái ghế ngồi này được bằng cái đũa gạt ở dưới này. Đây ạ, các bạn chỉ cần kéo lên và chúng ta có thể kéo tiến hoặc đẩy xuống lùi. Còn bên cạnh phải này sẽ có cái phần để gạt, để ngả ghế. Kéo này các bạn có thể ngả lên ngả xuống. Bên ghế lái cũng vậy. Chúng ta sẽ có cái phần gì ạ? Kéo đây để lùi xuống. Thì trên đây là các tính năng cơ bản của chiếc xe ô tô Mazda 3. Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.